chào anh Mười trên kênh Kết Nối Yêu Thương. Xin chào anh em cộng đồng trong nước và ngoài nước. Mình tên Trịnh Việt Bắc, sinh năm 1971, quê ở Bạc Liêu. Dạ, em cảm ơn anh đã tham gia chương trình bên em ha. Anh sinh năm 1971, là năm nay là 53 tuổi đúng không anh ha? 54 tuổi. Dạ, 54 tuổi. Dạ, anh chia sẻ về cái ngoại hình của mình á. Mình cao 1m65, nặng 75kg. Anh Bắc đang làm công việc gì? Hiện tại đang làm bốc vác gạo trên Tiền Giang, rồi kết hợp đi làm nhà phân phối cho công ty em quay. Dạ. Rồi mình công việc mình ổn định không anh? Cũng ổn định. Có dạ. Bằng tài xế xe tải, bằng xe nữa mà do cái công chuyện đó, rồi không có đi chạy xe. Dạ. Bây giờ anh có nhà riêng chưa hay là mình còn ở thuê anh à? Có. Dạ. Đi làm thì ở nhà trọ, hôm nay là về nghỉ lễ thì... ở nhà, hiện tại đang ở nhà. Dạ. Anh chia sẻ về tình trạng hôn nhân của anh như thế nào ạ? Thì lập gia đình rồi có hai đứa con gái, rồi đi thăng năm 2009 tới năm 2020 thì hai đứa con gái có chồng, thì lúc đó thì có kêu bà xã về nhưng mà bà xã không về thì gia đình ra tòa năm 2020. Anh chính thức ly hôn là 4 năm rồi đúng không anh ha? Năm 2020, ra tòa năm 2020. Dạ, khi mà anh bước thêm bước nữa thì hai đứa con của anh có biết không? Biết. Dạ. Nó nói là, nó kêu cha mẹ không về, cha đi có gia đình khác đi. Dạ. Nói chung là trong lúc chia sẻ thì anh nhớ lại cái chuyện vợ chồng trước đây thì anh cũng có một chút cảm động anh ha. Nhớ tới gia đình thì buồn tuổi vậy thôi, nhưng mà đã ra tòa rồi thì thôi thôi chứ sao giờ. Dạ. Bây giờ ngày lớn tuổi rồi phải kiếm lập gia đình lại, tỉnh nương tựa, sống quãng đời còn lại. Thêm nghĩ rằng là không duyên không nợ thì hai người là chia tay nhau. Điều quan trọng nhất là mình tìm một nửa yêu thương mà nó đủ tâm đầu ý hợp, hai người mà chăm nhau tuổi xế chiều. Anh có những cái điểm mạnh và cái điểm yếu như thế nào anh? Thì cái điểm mạnh của anh thì ham làm ăn, ham học hỏi, ham làm ăn, đó. Ham cầu tiến trong cái công việc, trong cuộc sống. Dạ. Yeah. Rồi anh có cái điểm yếu như thế nào? Anh có thói hư tật xấu như thế nào anh? Không có, hơi nóng chút gì thôi. Nhưng mà nóng là do cái người kia hoặc mình nhắc tới nhắc lui. Do người ta không làm thì... nóng mà la gầy rồi là thôi thôi chứ không có cái chuyện gì mà đáng quan tâm hết. Cái chuyện đó thì bình thường anh, bởi vì ai cũng có một cái lòng tự trọng, mà mỗi khi mà ai xúc phạm đến mình thì đương nhiên rằng là mình phải có một sự phản ứng, đúng không anh ha? Anh có rượu bia thuốc lá quá nhiều không anh? Hồi đó thì còn uống rượu rồi cũng chút đỉnh chơi. Rồi bây giờ ngày lớn tuổi rồi thì hình như bây giờ là muốn đứt, không muốn rượu nữa. Có trường hợp đi đám tiệc có khách khứa quan trọng thì mới chơi chút đỉnh thôi. Yeah. Còn thuốc thì đó giờ không hút. Yeah. Còn về những cái vấn đề tệ nạn xã hội thì anh có tham gia không? Không. Yeah. Ok, ba cái phần đó thì nói chung là không đá đụng tới. Yeah. Ghét nào giờ cái tính là lo ham muốn làm ăn để cho cuộc sống gia đình đó giàu có với người ta thôi, chứ còn ba cái vụ chơi bài đó là không. Yeah. Không có chơi. Dạ. Hôm nay anh tham gia chương trình bên em ấy, thì mong muốn của anh tìm một người bạn đời đó thì như thế nào anh? Thì tìm cái người mà tâm đầu ý hợp đó, về để cùng nhau mà mình làm ăn đó. Bởi vì tính tình thì cũng ham làm ăn để hơn thua giàu nghèo với mọi người. Tất cả mọi người ta làm giàu nghèo được thì làm giàu được thì mình sẽ làm được đó. Nhưng mà cái người phải cố gắng trong cái cuộc sống mới được, cầu tiến vươn lên mới được. Chứ còn người dậm chân tại chỗ thì thôi, ở ngoài xã chắc nhiều người lắm. Yeah. Nhưng mà kiếm mấy người mà tâm đầu ý hợp làm ăn như hơi khó, chứ không dễ. Dạ, yeah, đúng rồi. Cái đó thì nó cũng tùy thuộc vào duyên nợ nữa anh ha. Dạ. Yeah. Thì về cái độ tuổi của người bạn đời mình thì anh mong muốn bao nhiêu anh? Tuổi đời là từ 50 trở xuống thôi. Dạ, yeah, 50 trở xuống. Hiện tại bây giờ là anh là 54 tuổi ha. 54. Dạ, dạ. Hồi đó cứ... bà xã thì bà xã cũng nhỏ hơn 8 tuổi. Dạ.
Rồi về vấn đề ngoại hình thì anh có yêu cầu không anh? Coi như ngoại hình dễ nhìn là được rồi. Phụ Dạ. nữ mà có ngoại hình dễ nhìn là được. Dạ. Rồi về công việc thì anh có yêu cầu công việc của người cô gái đó thì phải ổn định không anh? Cái chuyện đó cũng không quan trọng đâu. Thì về sống chung nhanh thì anh, một là anh sẽ lo, anh sẽ có khả năng anh lo. Thứ hai là mình cùng nhau bàn bạc tính chuyện làm ăn đó, Dạ. hai người cùng làm thì càng tốt, còn À, có không có là không quan trọng. về cái vùng miền thì anh có yêu cầu ở tỉnh thành nào không anh? Không đâu, cái người hợp là cũng quan trọng đấy, dùng miền nào cũng được đó. Dạ. Dùng miền nó không quan trọng, mà quan trọng cái người có hợp hay không mới Dạ. là quan trọng. Dạ. Từ đầu đến giờ thì qua những lời chia sẻ và cái tâm tư nguyện vọng của anh, em hy vọng rằng là nếu mà có cô, có chị nào mà cảm mến anh thì liên hệ về chương trình để có hướng kết nối cho hai người tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì trước khi mà khép lại cuộc trò chuyện hôm nay thì anh bác có điều gì mà bày tỏ đến các cô, các chị một lần nữa không anh? Thì hôm nay cũng rất vui được lên chương trình kết nối yêu thương của anh Mười đó. Anh Mười thì cũng mong là những em nào đó cùng chung cái hoàn cảnh đó, chung 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 cái lý tưởng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc về sau này, thì liên hệ với chỗ Mười kết nối đó, để mình tìm hiểu. Nếu hợp thì mình sẽ về chung nhà để xây dựng cuộc sống tương lai sau này. Dạ, ok anh ha. Rồi, một lần nữa thì em rất là cảm ơn anh đã quan tâm và tham gia chương trình bên em. Thì hình ảnh và cũng như là trò chuyện từ đầu đến giờ thì em đã được lưu lại và em xin phép chia sẻ lên mạng xã hội để tìm một nửa yêu thương. Thì anh có đồng ý cái việc làm của em không ạ? À? Dạ đồng ý, bởi vì mình lên đây công khai mà mình đâu có giấu giếm ai đâu mà mình sợ. Dạ. Rồi, em chúc anh bác là luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Điều đặc biệt nhất thì sau khi tham gia chương trình anh sẽ tìm được một người vợ như mong muốn ha. À, bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt anh ạ. Rất cảm ơn Dạ, mời dạ, dạ. rồi lời cuối cùng chúc cộng đồng mạng một ngày an lành hạnh phúc. Dạ, rồi em cảm ơn Xin anh chào. ha.